Xin chào các bạn. Video ngày hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể cấu hình lại cái wifi cho cái camera của mình. Thì như các bạn đã biết rằng cái camera wifi, mỗi khi mà mình thay đổi mật khẩu hoặc là mình thay đổi vị trí camera từ nhà này sang nhà khác mà nó dùng một cái mạng wifi khác và mật khẩu wifi khác, thì các bạn lúc đấy các bạn phải cấu hình lại cái mật khẩu wifi với camera để nó có thể hoạt động bình thường. Thì đầu tiên, như bây giờ mình dùng điện thoại iPhone, mình sẽ vào phần cài đặt. Và các bạn bật Wi-Fi lên nhé. Bạn bật Wi-Fi lên và lựa chọn cái Wi-Fi mà các bạn muốn cài đặt cho cái camera của mình. Thì bây giờ mình muốn cài đặt cái Giang Vũ này, mình sẽ kết nối với cái Giang Vũ này. Ok. Và bây giờ tiếp tục các bạn sẽ vào phần mềm EZBit. Và bây giờ ở đây mình có 3 con camera và bây giờ mình sẽ cấu hình lại cái wifi cho con C6N này. Mình ấn vào cái hình C6N đó. Và tiếp tục mình sẽ ấn vào phần cài đặt ở trên góc phải màn hình. Ở trong phần cài đặt các bạn có thể nhìn thấy ở dưới này nó sẽ có chữ wifi. Đây các bạn nhìn thấy wifi. Wifi cũ của nó đang là Dinh Hương. Và bây giờ mình sẽ chuyển wifi mới. Như các bạn đã nhìn thấy, nó ấn giữ nút cài đặt reset một lúc lâu. Bây giờ bạn sẽ lấy con C6N ra. Bạn có thể nhìn thấy, các bạn đẩy nó lên. Ở camera nào cũng thế thôi. Thì các bạn sẽ để ý nó sẽ có nút reset và các bạn ấn và giữ ở đấy một lúc. Khi nào nó nói thì thôi các bạn. Reset successfully. Đó, các bạn thấy, nó nói. Như vậy là mình đã ấn nút reset cho nó và đèn nó sẽ báo màu đỏ. Các bạn có thể nhìn thấy. Và đợi một chút. Đây. Và ấn nút reset xong, các bạn sẽ ấn kế tiếp. Đèn báo nhấp nháy màu xanh. Thì các bạn đợi cái đèn này nó báo nhấp nháy màu xanh. Cái đèn trên cái camera của bạn ấy. Tất cả các camera đều cấu hình wifi y như nhau. Vậy nên là cái con C6N này hay là bất kỳ con camera nào khác của dòng EZBit, bạn đều có thể cài đặt lại wifi như vậy. Các bạn có thể đợi một chút để đèn nó chuyển sang màu xanh là mình sẽ tiếp tục. Các bạn có thể thấy nó đang tự khởi động lại. Đó, các bạn đã nhìn thấy cái đèn nó đã chuyển nhấp nháy màu xanh này. Ok. Và tiếp tục. Đây các bạn ấn tích vào cái nút này, tích vào cái nút hình tròn này nha. Đó, ấn kế tiếp. Ấn X. Và mật khẩu wifi ở đây. Như các bạn đã nhìn thấy, wifi là Giang Vũ này, mật khẩu, bạn có thể điền mật khẩu này vào nhá. Điền mật khẩu cái wifi của bạn ấy và ấn kế tiếp. Tiếp tục ấn kế tiếp. Ấn kết nối. Và đợi một chút để nó khởi động lại. Ok, như vậy là bạn đã, đó, các bạn có thể nghe thấy nó đã thành công. Và các bạn ấn vào phần đã hoàn thành. Và đó, xin chào mừng bạn đến với EZBit. Và bây giờ các bạn có thể ấn vào màn hình. Đó, như vậy là chiếc camera của mình đã có thể hoạt động hoàn toàn theo cái hướng dẫn của mình. Và bây giờ bạn có thể yên tâm và tiếp tục sử dụng chiếc camera của mình một cách hoàn toàn đơn giản. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn cách để mình có thể cấu hình lại cái wifi cho camera của mình khi mà mình muốn
thay đổi mật khẩu Wi-Fi hoặc là di chuyển nhà cửa, chuyển nhà cho camera người khác thì các bạn có thể cấu hình lại Wi-Fi như thế này. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc các bạn không làm được, các bạn có thể comment và nhắn tin trực tiếp cho mình sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn đến khi nào các bạn hiểu nhất thì thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.